Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một bộ trục cầu xe hai cầu các bạn nhé. Đây, cầu trước này, cầu trước 1m1 nhé, tim ốc chéo 70 này. Đây là cái kết cấu của nó này, phanh đĩa nhé, phanh dầu đằng trước, đĩa này, tay giằng lái, thước lái đôi hoặc thước lái đơn đều được nhé. Sọ cầu liền này, loại này thì chắc là rất là khỏe đấy, của nó rất là dày này, gối đỡ rất là dày. Hàng này thì hiện bên em chỉ có 1m1 thôi. Đây là cái bộ hộp số chia này. Cái hộp số chia này thì có thể chia ra 4 hướng, 1 vào, 2 ra, 3 ra. Thì cái này có thể làm được rất là nhiều việc. Chia cầu trước, cầu sau và chia động cơ bơm, động cơ ben. Đấy. Cái này thì nó không có tách chuyển động đâu các bạn nhé. Cái này là chuyển động toàn thời gian thôi. Ưu điểm của cái này thì giá nó không cao như cái loại phân chia được cầu trước cầu sau. Cầu sau thì loại bình thường phanh cơ. Ai thích phanh dầu thì bên em sẽ thay cái mâm dừng thành phanh dầu thôi, rất là đơn giản. Thay cái mâm này thành phanh dầu này, thêm mất 450, 500 là chuyển từ phanh cơ thành phanh dầu, rất là đơn giản. Đây chỉ là một đôi trục trước trục sau thôi. Khách hàng nào có nhu cầu full bộ thì bên em sẽ lên giá full bộ. Hiện tại thì lên giá cơ bản như thế này thôi. Còn kết hợp với này nhíp bánh hay là hệ thống lái hay là cái gì nữa thì có thể kết hợp thêm. Đơn giản thì chỉ lên cấu hình cơ bản của bộ cặp trục cầu giới thiệu về phụ tùng thôi. Hiện tại thì em xin lưu ý là chỉ có 1m1 thôi nhé. 1m1 thì lắp bánh nó sẽ ra 1m2 đối với bánh có bản 10cm. Đấy. Mọi thắc mắc về giá thành hay thông số kỹ thuật gì hơn nữa xin vui lòng liên hệ 0983 818 955 hoặc là 0966 818 955. Số điện thoại em để trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được thông báo mới khi có video mới đăng lên. Tim ốc này là tim ốc 70 này. Củ phanh dầu đơn này, má to này. Đấy, củ phanh dầu nhìn rất là chất luôn. Cao su này. Cầu sau thì tăng bua lớn các bạn nhé, tăng bua là 220 luôn.